Chào mừng anh em quay trở lại với duytom.com. Và hôm nay sản phẩm của chúng ta là chiếc Canon có màu sắc ảnh cực đẹp Canon R6. Về ngoại hình, dù R6 nhỏ hơn R5 nhưng nó cũng khá to con, cứng cáp. Báng của máy to, không kém gì dòng DSLR. R6 có màn che cảm biến là điều rất nhiều bạn sẽ thích. Phía trên ta không có màn hình phụ, đằng sau là màn hình xoay gập, cũng là cảm ứng luôn. Còn đây là viewfinder, khá là dài và to. Về chất lượng viewfinder của Canon thì cũng không có gì phải bàn nữa rồi, vì tới tầm này thì nó rất tốt, rất chân thực. Để bật máy ta gạt nút on off. R6 là chiếc máy thiết kế cho người đã có kinh nghiệm. Nó chỉ có chế độ A cộng tự động hoàn toàn để hỗ trợ cho người mới chơi, còn tất cả các chế độ còn lại đều dành cho người chơi đã lâu năm. Về cách điều khiển, đây là vòng xoay tốc độ, đây là vòng xoay EV chỉnh sáng tối, còn đây là vòng xoay khẩu. Đơn giản thế thôi, và giờ chúng ta sẽ cùng ra thực địa với em nó. Đầu tiên là chụp chân dung. Cái này chắc cũng không cần phải test vì Canon từ trước đến nay đã có tiếng là màu da đẹp, ảnh mịn. Chụp về hầu hết anh em chỉ cần kéo hậu kỳ một chút là xong. Tiếp theo mình lên đường vào Phú Quốc để trải nghiệm được kỹ càng hơn. Việc đầu tiên ở Phú Quốc là mình lên cáp treo Hòn Thơm vì nghe nói cáp treo này có view rất đẹp. Và quả là nó đẹp thật các bạn ạ. Và mình đã bỏ tiền đi hẳn hai chuyến để ghi lại khoảnh khắc những chiếc thuyền ngư dân trên mặt biển trong vắt rất ấn tượng, như đang bay vậy. Chiều về mình tiếp tục quay được cảnh hoàng hôn lộng lẫy ở Phú Quốc. Những hình ảnh này hầu như là màu sắc gốc của R6 hoặc chỉ đẩy màu lên một chút. Qua đó ta có thể thấy Canon chăm chút cho màu sắc của R6 nhiều như thế nào. Về xử lý ISO, ở ISO 6400 chất lượng đẹp quá nên mình ghi thẳng lên 25600 cho nhanh. Ở 25600 ta thấy màu sắc vẫn đâu ra đấy, rất ít gọn nhiễu, vẫn quá ổn để sử dụng. Tiếp tục tua lên 102400, hình ảnh có nhiễu, các đường viền không còn sắc nét, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể quay các đoạn clip tài liệu được. Về Dynamic Range, khi sử dụng R6, mình có thể nhắm thẳng mặt trời mà bắn, không phải ngại ngần gì. Khi đem về hậu kỳ, mình không cần ghép HDR mà kéo thẳng luôn từ vùng ảnh RAW. Như các bạn thấy, vùng đen xì như thế này nhưng kéo sáng lên thì màu sắc vẫn tuyệt vời, không hề nhiễu xạ. Phải nói Dynamic Range của R6 rất bá đạo. Điều khiến mình ngạc nhiên hơn nữa là khi chụp Milky Way, ngay trong điều kiện nhiễu sáng khá nặng, mình chụp trên nóc một tòa nhà giữa thị trấn, xung quanh khá nhiều đèn. Ngay phía xa là một dàn đèn chân đập rất sáng, nhưng R6 vẫn chụp được Milky Way một cách dễ dàng. Và mình cũng không cần phải stacking nhiều tấm, chỉ cần một tấm duy nhất là ăn ngay. Công nghệ đã giúp chúng ta một bước tiến rất dài trong việc chụp những chủ đề thiên văn khó như thế này. Về các chế độ lấy nét thì giờ máy nào cũng có lấy nét tự động vào mắt và mặt rồi. Ngoài ra ta có thể lấy nét bằng cách chạm trên màn hình. Các hỗ trợ lấy nét của R6 cũng gần tương đương R5 hoặc dòng 5D. Dĩ nhiên nó vẫn kém hơn một chút vì với Canon thì số 6 bao giờ cũng định vị thấp hơn số 5. Tốc độ chụp của R6 là 12 hình trên giây. Cũng rất ra gì và này nọ các bạn ạ. Các tính năng khác của R6 gồm chụp ảnh tương phản cao HDR PQ, chụp ảnh HDR với 5 hiệu ứng. Đây là tính năng Focus Bracketing để trồng nhiều hình, giúp lấy nét từ đầu đến cuối ảnh, rất hữu ích khi chụp macro.
R6 cũng có chống rung vật lý trên máy và khi kết hợp với len RF, nó có thể cho khả năng chống rung tối đa lên tới 8 stop. Về kết nối, R6 có kết nối với máy tính, điện thoại qua cả Wi-Fi lẫn Bluetooth. Về GPS thì nó không có sẵn trên máy mà ta sẽ phải kết nối với thiết bị GPS bên ngoài. Về quay phim, đúng triết lý dòng 6D, R6 chỉ có 2 mode là quay tự động và chỉnh thông số bằng tay. Chất lượng quay được 4K 60 khung hình trên giây. Quay slow motion được Full HD thôi và 120 khung hình, tức là chậm tối đa là 5 lần. Canon Log là quay phim kiểu RAW, giúp video ghi lại nhiều thông tin hơn, hậu kỳ tốt hơn. Thường chỉ dòng Canon cao cấp mới có. Quay time-lapse xuất video là tính năng mình rất thích ở Canon. Nó dễ dùng, thuận tiện, không như nhiều hãng khác phải chụp ảnh rồi ghép lại bằng phần mềm rất mất thời gian. Kiểm soát quá nhiệt, overheat control là tính năng giúp R6 có thể quay phim dài, lâu mà không bị nóng. Thực tế mình đã trải nghiệm trên đảo Phú Quý, chụp xuyên từ sáng qua trưa tới chiều trong nhiệt độ luôn từ 35 đến 38 độ C, nhưng R6 hoạt động rất là ổn định. Kết thúc chuyến đi Phú Quốc, mình cảm thấy chưa đa lắm. Do rất có cảm tình với R6 nên mình muốn sử dụng chiếc máy này nhiều hơn nữa. Vì thế mình lên luôn kế hoạch khám phá đảo Phú Quý. Thành thật mà nói, bạn nào say xe yếu yếu thì không bao giờ nên đi Phú Quý, bởi hành trình của nó cực kỳ mệt. Đầu tiên mình phải bay gần 2.000 km từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi xe giường nằm xuyên đêm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết, và vật tới 5 giờ sáng hôm sau mình mới được lên tàu cao tốc để đi ra Phú Quý. Hành trình tàu cao tốc 3 tiếng trên biển này mới thật sự là kinh dị. Hôm mình đi chắc phải đến hơn nửa tàu say sóng nô nè khắp nơi. Cuối cùng thì ta cũng đã đến được với đảo Phú Quý. Đảo Phú Quý có một vẻ đẹp mê hoặc mà nhiếp ảnh gia nào cũng nên đến một lần trong đời. Màu sắc ở đây rất rực rỡ, không khí trong lành, và khi bạn ngắm toàn cảnh Phú Quý ở đỉnh Cao Cát, chùa Linh Sơn thì bạn sẽ thấy Việt Nam mình đẹp không kém bất kỳ nơi nào trên thế giới cả. Sáng hôm sau mình ra cột cờ Phú Quý và may mắn chứng kiến được một cơn dông khổng lồ trên biển đang tiến tới. Đây là điều mọi nhiếp ảnh gia phong cảnh đều mơ ước và tất nhiên mình không thể bỏ lỡ. Và sau đây mời các bạn cùng mình ngắm vẻ đẹp Phú Quý xuyên một ngày từ sáng tới tối. Về khe cắm, cái đầu tiên này là dây bấm mềm, phía trên là tai nghe và mic, bên cạnh là HDMI và cổng ra máy tính. Bên này ta có hai khe cắm thẻ nhớ. Đây là điều tuyệt vời vì các tiền bối 6D từ trước đến nay luôn chỉ có một khe cắm. Nó rất rủi ro khi làm nghề. Pin là loại pin LPE6, là loại thông dụng cho mọi máy Canon 5D, 6D, 7D từ trước đến nay. Và nó rất là trâu, dùng một viên như mình có thể quay chụp một ngày thoải mái. Nói tóm lại, R6 là chiếc máy thừa kế mọi tính chất của dòng 6D, điều khiển đơn giản nhưng rất đầy đủ chức năng, có màu sắc chất lượng ảnh tuyệt vời. Nó là dòng bán chuyên nên phù hợp với cả người mới chơi, nhưng tốt nhất là bạn nên có chút kinh nghiệm để khai thác tất cả thế mạnh của máy.
Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.